Lan. Vô những cái chậu như này mấy chị mình đã thử chưa? Thì đây là cái thời điểm mà thích hợp nhất để chúng ta làm những cái tác phẩm to to, để Tết này có những tác phẩm đầy hoa nha anh chị. Thì anh chị nào mà đang thắc mắc không biết cách trồng vô những chậu như này á thì hãy xem hết video này nha. Do là cái chậu này nó hơi bự bự cho nên em sẽ ghép 3 chậu to này. Đó, thì trên tay đang cầm là những cái chậu ben. Dòng ben này nó ở tiếng hoa thơm lắm đó chị, mà hoa có tông vàng đẹp nữa, thích hợp để trưng Tết lắm nha. Tết mà có vàng là tiền tài đầy nhà luôn đó anh chị, mà còn thơm nữa chứ. Rồi, không nói nhiều nữa, bây giờ em sẽ xử lý ba cái chậu này để trồng nha anh chị. Thì đầu tiên em sẽ cắt những cái chậu mũ đen này ra. Đó, nhà em cũng có những cái chậu ben như này luôn. Anh chị nào mà xem clip á mà mình đang tìm kiếm những chậu ben á thì mình có thể là sưu tầm một cây như này nha. Cây lùm không anh chị, đẹp nữa. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ bớt giá hởi ra nha. Và chúng ta sẽ cắt bỏ chậu sơ dừa ở trong đây luôn. Thì bớt những cái rễ này anh chị. Đó, chúng ta sẽ bóc hết sơ dừa này luôn để chúng ta thần lại nó 100% bằng vỏ thông. Có những cái rễ nào nó bò ra nó bám vào than thì chúng ta giữ lại để khi mà chúng ta ghép á cây nó đỡ mất sức nha. Đó, thì chúng ta làm tương tự với lại hai chậu còn lại luôn. Thì bước tiếp theo á, mấy anh chị mình nên để cho nào đó khô ráo thoáng mát cho nên những cái vết thương này nó khô rồi chúng ta bắt đầu trồng nha. Em thì em làm clip cho nên em trồng luôn đó, mấy chị mình nên lưu ý kỹ nha. Đó, anh chị nào có còn sát khuẩn thì chúng ta xịt để cho sát khuẩn hạn chế bị thối nhũng nha anh chị. Thì do là chậu nó to quá cho nên em dùng những cái chậu to nè để em lót ở bên dưới cho nó thông thoáng anh chị. Tại vì bây giờ mà chúng ta đổ hết than hoặc là vỏ thông ở dưới đây á, thì nó kín dữ lắm cho nên là phải lót nhiều những cái chậu này. Đó, anh chị mình lót nhiều nhiều lên như thế này giúp em nha. Em sẽ bỏ thêm mớ xốp nữa anh chị, lót lên trên như thế này luôn, càng thoáng càng tốt. Hồi nãy em có chuẩn bị hai cọng kẽm để em làm một cái hình chữ thập á, để lát nó cố định cây cho nó dễ, chứ bây giờ cái chậu này chủ lũi gì đâu có chỗ nào đâu cố định. Đó, anh chị có thể là cắt hai cọng kẽm như thế này nha. Giờ chúng ta sẽ cắm xuống đây. À, một cái anh chị mình làm giống như em như thế này nha, để chúng ta cố định cho nó dễ. Ở giữa này chúng ta sẽ cột cái cọng dây. Rồi sau khi mà chúng ta làm như thế này á, thì tiếp tục là bỏ vỏ thông vào và trồng thôi. Anh chị nào mà trồng lan không có vỏ thông cũng liên hệ nhà em nha, nhà em cũng có vỏ thông nữa. Vỏ thông này trước khi chúng ta trồng á, chúng ta nên ngâm nước một ngày một đêm để xử lý giá thể nha. Đó anh chị thấy không, chỉ cần là một lớp giá thể mỏng như này thôi, tại vì trồng chậu kính mấy chị nó rất là ẩm và nó bí nữa. Mấy chị mình mà bỏ nhiều giá thể quá thì nó sẽ dẫn đến là cái việc mà dễ bị thối nhũng nha. Sau khi mà chúng ta gãy một lớp vỏ thông như này á thì chúng ta tiến hành và trồng thôi. Mấy chị mình nên lưu ý là chúng ta sẽ quay những cái hướng phát triển nó qua bên ngoài nha anh chị. Đó, ví dụ như là mầm con hoặc là thân tơ chúng ta quay ra ngoài, sau này nó đẻ con á, nó sẽ đẻ ra đây. Chúng ta quay vào trong á, sau này nó đẻ mới gói nùi trong luôn á. Đó, cố định thân này vô trong cái móc này nha. Đó, vừa hơi đừng siết quá. À, tiếp theo là cái thân này. Tiếp tục cây thứ hai. Đó, cây này thì nó ngay cái móc này thì chúng ta cố định nó vô đây luôn nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ luồn nó qua đây để cố định cái thân này. Chậu này trồng 3 cây như thế này là đẹp luôn á chị. 3 cây 3 gốc. Đó, nhớ là mầm con hướng phát triển nó vậy, quay qua bên ngoài nha. Rồi bây giờ thì chúng ta luồn thân này cho nó đứng lên. Sau một hồi thì hụt thì đã cố định được 3 cây lan vào đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ ngắm nghía. Đó, sao cho cây nó bo tròn cho nó đẹp nha anh chị. Thì khi mà anh chị mình đặt vào á, chúng ta thấy cái gốc này nè, nó thấp quá thì anh chị mình lấy vỏ thông á, chúng ta chim cho nó cao lên nha. Rồi, giờ thì chúng ta chỉ cần bỏ thêm một ít vỏ thông xung quanh nữa, đừng bỏ quá nhiều nha anh chị, nó dễ bị thối nhũng lắm. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một cái chậu trồng vô chậu sành như thế này rất là đẹp nha. Thì ben mấy anh chị, sau này nó còn phát triển to bự nữa. Đó, đây là những cây ben tơ thôi. Sau này nó to, nó sẽ nhiều và hoa cho anh chị mình luôn. Mà hoa vàng rực nữa là đằng khác. Dòng ben là một trong dòng lan mà được rất là nhiều chị mình yêu thích bởi với độ xiên hoa nè, rồi hoa lâu tàn và đặc biệt hoa thơm nhất trong tất cả dòng đen rô đó anh chị. Thì chắc chắn là sẽ có nhiều chị mình thắc mắc là tại sao lại bỏ một ít vỏ thông như vậy, rồi cây lấy gì nó ăn. Thì đây là một cái trải nghiệm mà em đã trồng rất là nhiều chậu đất nung rồi. Chúng ta chỉ cần bỏ một ít thôi, nếu mà bỏ nhiều quá thì cây nó sẽ rất là bị ứ nước nè, nó bị bí nè, rễ không phát triển nè, cây cũng chậm phát triển nha. Cho nên là mấy chị mình để một ít như này là đủ. Cây anh chị nó bám vào vỏ thông để nó hút nước thôi chứ không phải nó ăn vỏ thông, cho nên mình bỏ nhiều hay bỏ ít không quan trọng, quan trọng là cây đủ nước phát triển tốt, đừng có dư nước là được. Anh chị nào thấy tác phẩm đẹp cho anh xin nút like và chia sẻ video này giúp em để cho em có nhiều động lực ra những cái clip như này để chị mình tham khảo nha. Rồi anh chị nào mà mình muốn em trồng chậu như nào, trồng kiểu gì, em sẽ thực hiện yêu cầu của anh chị mình ở clip sau nha. Bây giờ thì tạm biệt với chị mình, hẹn gặp lại ở clip sau.